Hôm nay em Nam sẽ lên cho mọi người một chiếc siêu xịn địa hình đến từ Twitter, một chiến binh có thể chinh phục mọi địa hình. Đó chính là chiếc Twitter Wairo. Trước khi bàn về cấu hình xe, phải công nhận rằng Twitter Wairo mang một ngoại hình vô cùng là đẹp đẽ, thể thao và cuốn hút. Mọi người có đồng tình với em không nhỉ? Xe sử dụng bộ khung carbon với thiết kế khí động học vô cùng là mạnh mẽ. Nguyên đó là phục hơi và có hành trình trên tay lái. Tay lái, cổ lái và cọc yên đều làm bằng hợp kim nhôm, tương đối nhẹ nhàng và cao cấp. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Không chỉ đẹp về ngoại hình, Twitter Wairo còn sở hữu cho mình một cấu hình vô cùng là mạnh mẽ. Đó chính là bộ chuyển động 3 món Shimano Dior M6000 30 tốc độ. Thời trang có Dior, còn bộ chuyển động này là Dior nhá. Đầu tiên phải kể đến tay đề số Shimano M6000. Gạt đĩa, gạt lít cũng là Shimano Dior M6000. Tiếp đến là đuôi đĩa chống rỗng Retrospect, nhôm 3 đĩa. Xe còn sử dụng liếc thả Sunshine 10 tầng và xích SUMC. Cuối cùng là bộ đôi phanh đĩa cơ dầu Zoom. Chinh phục mọi địa hình là dễ dàng với chiếc bánh siêu to khổng lồ 27.5 inch, lốp xe Innova Pro với kích cỡ 27.5 x 2.25, vành xe nhôm Retrospect 2 lớp. Cuối cùng là wire nhôm bi bằng đạn cũng đến từ nhà Retrospect. Cuối cùng để mà nói, Twitter Wairo thực sự là một chiến binh thực thụ, tốt gỗ tốt cả nước sơn, vừa có ngoại hình đẹp mắt, vừa có một cấu hình vô cùng chất lượng, mà mức giá thì vô cùng là cạnh tranh, chưa đến 12 triệu đồng anh chị em đã có thể sử dụng chiếc Twitter Wairo này rồi. Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết, anh chị em hãy truy cập vào trang web của xe đạp thể thao VIP, link shop em để ở dưới phần mô tả anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.